Thực hư con gái ruột của nghệ sĩ Ưu Tú Vũ Linh xuất hiện ở đám tang, ca sĩ Hồng Phượng khẳng định thông tin con gái ruột nghệ sĩ Ưu Tú Vũ Linh lộ diện gây xôn xao chỉ là người được nghệ sĩ Vũ Linh nhận nuôi từ khi mới lọt lòng và được gia đình ông xem như con ruột. Hồng loan lên tiếng về thông tin cô là con gái ruột của nghệ sĩ Vũ Linh, sáng mùng 6 tháng 3, mạng xã hội lan truyền thông tin con ruột của nghệ sĩ Vũ Linh xuất hiện, đây là người con mà ông nhiều năm giấu kín thông tin nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ những khán giả mến mộ ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng. Trả lời thanh niên về thông tin trên, ca sĩ Hồng Phượng, cháu ruột của nghệ sĩ Vũ Linh khẳng định, thật sự từ xưa đến giờ thông tin này mọi người đều thắc mắc, nhưng các thành viên trong gia đình đều xem chị Hồng Loan như con ruột, chị Loan, tên đầy đủ là Võ Thị Hồng Loan, lấy họ võ của cậu tôi. Chị Loan được nhận nuôi từ khi mới vài ngày tuổi và đúng vào năm mẹ tôi đang mang thai được hơn 6 tháng nên tôi với chị Loan bằng tuổi nhau, cùng sinh năm 1987. Hồng Phượng cũng cho biết dù là con nuôi nhưng Hồng Loan rất hiếu thảo, vô cùng thương cha. Hai tuần nay, chị Loan có mặt xuyên suốt, túc trực bên cậu trong bệnh viện. Cô cũng đại diện gia đình nghệ sĩ Vũ Linh nói thêm họ không hề phân biệt chuyện con nuôi còn ruột, nhưng gia đình nói rõ để báo giới tránh đưa tin sai lệch như cậu tôi có con rơi chẳng hạn, chúng tôi rất ngại vấn đề đó. Ngoài Bình Tinh, Vũ Luân, Hồng Loan, nghệ sĩ Vũ Linh còn có thêm một người con nuôi nữa tên là Nguyễn Đức Thanh. Hồng Phượng và gia đình mong muốn truyền thông và công chúng không gọi chị Hồng Loan là con nuôi, mà gọi là con gái nghệ sĩ Vũ Linh, Hồng Loan chia sẻ thêm. Giờ mọi việc đã được sáng rõ tôi mong mọi người đừng suy nghĩ cho phức tạp thêm chúng tôi mong ba tôi ra đi với hình ảnh đẹp hồng loan hiện sống ở nhà chồng nhưng thường xuyên sang thăm hỏi cha lúc ông còn sống hồng loan là con gái nuôi thứ ba trong tổng số bốn người con nuôi của nghệ sĩ vũ linh bên cạnh đó hồng phượng cũng nhấn mạnh vị trí của hồng loan khác với bình tinh và vũ luân dù bình tinh và vũ luân vẫn được xem như con cháu trong nhà nhưng không thể so sánh với mối quan hệ thân thiết như hồng loan vì bình tinh và Vũ Luân được nhận khi làm nghề còn chị Hồng Loan là cậu nhận khi vừa lọt lòng, Hồng Phượng chia sẻ. Hồng Phượng được biết đến khi tham gia chương trình Sao nối ngôi năm 2016, dù là cháu ruột, kêu nghệ sĩ Vũ Linh bằng cậu nhưng đến khi cô góp mặt trong chương trình này, mọi người mới biết cô sinh trưởng trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Nghệ sĩ Vũ Linh là người dìu dắt, dạy dỗ Hồng Phượng khi cô theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp trong đời nghệ sĩ, Hồng Phượng cho biết giọng ca lương sơn bá, Trúc Anh Đài không hề biết cháu gái hát được vì ông đi lưu diễn liên tục, cả hai không có thời gian tiếp xúc với nhau. Chưa kể, Hồng Phượng còn rất sợ, chỉ cần nghe tiếng còi xe của cậu về là cô phóng thẳng lên phòng. Khoảng thời gian ấy cậu không có gần gũi với gia đình nên không biết được con mình hay cháu mình sẽ có được những cái gì. Hồng Phượng tiết lộ, nghệ sĩ nhân dân Kim Cương lệ thủy nghẹn ngào đến viếng nghệ sĩ Vũ Linh. Chiều tối mùng 6 tháng 3, nghệ sĩ nhân dân Kim Cương, nghệ sĩ nhân dân Thanh Nam cùng hàng loạt nghệ sĩ đến thắp hương, viếng nghệ sĩ Vũ Linh, nhiều người không kiểm được xúc động trước sự ra đi của giọng ca tài danh. Nghệ sĩ nhân dân Kim Cương đến viếng nghệ sĩ Vũ Linh, sau đó bà được nghệ sĩ Vũ Luân đưa ra xe lúc về vì chân yếu. Ngoài 80 tuổi, nghệ sĩ Hồng Sáp vẫn lạn lội đến viếng nghệ sĩ Vũ Linh bà đến đám tăng từ chiều và ở lại khá lâu để chia buồn với gia đình. Nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy cùng con trai Dương Đình Trí, giữa và diễn viên Trí Quang xúc động đến viếng nghệ sĩ Vũ Linh, nghệ sĩ Thoại Miêu, Thoại Mỹ nghẹn ngào chia buồn cùng gia đình nghệ sĩ Vũ Linh, gia đình nghệ sĩ Vũ Linh cung cấp. Nghệ sĩ Ngọc Huyền là người túc trực bên cạnh nghệ sĩ Vũ Linh những giây phút cuối đời của ông, sau khi nam nghệ sĩ chút hơi thở cuối cùng cô ở lại cùng gia đình đọc kinh cho ông đến khuya mới về. Ngày hôm sau, giọng ca sự án phi giao tiếp tục đến tăng lễ phụ giúp gia đình tiền bối. Nghệ sĩ Phú Quy đến đám tang thắp hương cho đồng nghiệp. Nam nghệ sĩ ngậm ngùi trước sự ra đi đột ngột của nghệ sĩ Vũ Linh, ông cùng các đồng nghiệp không khỏi bàng hoàng khi hay tin, chia sẻ với thanh niên, diễn viên Kiều Trinh nghẹn ngào kể kỷ niệm với nghệ sĩ Vũ Linh, anh Vũ Linh là người anh rất đáng kính trong nghề tôi hay tin anh mất mà không kiềm được xúc động tôi nhớ hoài lần đầu gặp anh ấy anh ấy rất dễ gần thấy tôi ngại trước người lạ anh chủ động bắt chuyện với tôi cư xử với tôi như em út tài linh khóc nức nở ở mỹ khi hay tin nghệ sĩ ưu tú vũ linh qua đời vũ linh qua đời khiến nhiều đồng nghiệp xót xa sinh thời ông sống chan hòa nên được mọi người yêu thương chia sẻ với chúng tôi Ca sĩ Quang Thành nói nghệ sĩ Tài Linh là người gọi điện cho anh báo tin nghệ sĩ Ưu Tú Vũ Linh qua đời, khi đó, nữ nghệ sĩ chỉ nói: "Anh Năm, tên gọi thân mật của Vũ Linh đi rồi, chị buồn quá." Trong cuộc trò chuyện, Tài Linh liên tục bật khóc, tôi phải động viên chị rất nhiều, chị ấy rất dễ bị xúc động, đối với bạn diễn sân khấu, anh Vũ Linh sẵn sàng giúp đỡ mọi người chứ không riêng gì Tài Linh nhưng khi Tài Linh đứng chung với nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh thì khán giả nhiệt tình ủng hộ, Quang Thành cho hay. Mấy năm nay, nghệ sĩ Tài Linh luôn chăn trở về tình hình sức khỏe của Vũ Linh, mọi người vẫn mong cô trở lại sân khấu, hội ngộ cùng Vũ Linh và những giọng ca đoạt giải Trần Hữu Trang mùa đầu tiên như Thanh Thanh Tâm, Phương Hồng Thủy, Thanh Hằng, Ngọc Huyền nhưng nữ nghệ sĩ đắn đo vì sức khỏe của Vũ Linh không cho phép. Sau khi mẹ chị Tài Linh mất, Người chị ấy quan tâm là anh Vũ Linh, lúc anh Linh nhập viện, chị ấy không biết phải làm sao, Quang Thành kể lại, Vũ Linh và Tài Linh từng là cặp nghệ sĩ ăn ý trên sân khấu cải lương được nhiều khán giả yêu mến. Tài Linh từng tâm sự với Quang Thành rằng Vũ Linh và cô không chỉ ăn ý trên sân khấu mà còn có sự tương đồng trong quan điểm làm nghề, cả hai không thích ồn ào hay danh vọng, cũng không muốn mang nghệ thuật đến nơi không xứng tầm, họ cũng sống chan hòa, không làm mất lòng ai anh Vũ Linh và chị Tài Linh là những người chi kỷ trên sân khấu và ngoài đời, thành công của cả hai là nhờ vào sự yêu thương của khán giả, Quang Thành nói thêm. Ca sĩ Quang Thành tiết lộ người thân thiết với Tài Linh trong nghề phải kể đến nghệ sĩ nhân dân Thanh Tòng, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Đáng và nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, ba nghệ sĩ này đã lần lượt rời chị. Có thể ngày chị Tài Linh quay lại sân khấu hơi khó khi ba người này không còn. Vì chị không còn động lực nữa, mà đôi khi quay lại càng làm chị nhớ thêm, anh nói. Một người quen với nghệ sĩ, ưu tú Vũ Linh cho biết nam nghệ sĩ đã nhập viện hơn 10 ngày qua trong tình trạng lúc tỉnh lúc mê. Sáng mùng 5 tháng 3, giọng ca lưng sơn bá, chúc anh đài tỉnh táo và muốn đưa về nhà nên gia đình đã chiều ý. Thời điểm trước khi Vũ Linh qua đời, nghệ sĩ tài Linh từ Mỹ gọi điện về chỉ biết khóc, cậu vẫn nghe rồi chảy nước mắt, sau một hồi kinh cậu ra đi thanh thản trong vòng tay của gia đình. Các cô đào gắn liền với tên tuổi của Vũ Linh đã nhìn mặt cậu lần cuối, chỉ thiếu hai cô đào thanh thanh tâm và Tài Linh chưa về kịp. Người này kể, Tài Linh từng là ngôi sao của sân khấu cải lương miền Nam. Cô được khán giả yêu mến qua các vở tuồng như Trảm Trịnh Ân, Phụng Nghi Đình, Lương Sơn Bá, Trúc Anh Đài, Thái Bình Công Chúa, Bích Vân Cung Kỳ Án, trong sự nghiệp tên tuổi của tài linh được chú ý hơn khi kết hợp cùng vũ linh tạo nên bộ đôi ăn ý của sân khấu cải lương những năm gần đây giọng ca mưa bụi gần như vắng bóng ít khi xuất hiện trước công chúng dù rời xa ánh đèn sân khấu không còn hoạt động sôi nổi nhưng tài linh có một gia đình viên mãn thỉnh thoảng gặp gỡ đồng nghiệp tại hải ngoại